Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ mẹo dùng buji này để cắt kính. Thì mẹo này mình thấy trên YouTube rất nhiều các bạn đã hướng dẫn rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem lại và cách làm để cách để cắt kính. Thì mình thấy bên kênh có cách kênh bên nước ngoài ấy, người ta sử dụng đến cái sứ này của buji này, người ta đập ra và người ta đáp vào cửa kính ô tô sẽ nổ kính cực kỳ nguy hiểm nhé. Thì bây giờ mình sẽ mang buji này ra, mình đập cái sứ này và mình sẽ sử dụng đến cái sứ này mình cắt kính rồi nhé. Ok, giờ mình đã đập xong rồi này. Thì các bạn chọn cho mình miếng nào sắc nhất đấy, rồi bạn sử dụng một cái que gì ấy. Các bạn lấy đại, mình lấy đại này dùng để gắn, mình dùng keo xong mình gắn vào cái này để mình cắt cho dễ hơn này. Này đó, mình sử dụng keo AB này. Mình đã làm xong rồi này, bạn nhìn chưa? Đấy, mình đã gắn xong keo AB, các bạn gắn kỹ vào để cho nó chắc. Rồi mình cắt thử cho các bạn xem này. Bạn cho ít nhớt vào đấy nhé. Đó, đây bạn nhìn chưa, cắt rất là ngọt này đấy. Do cái này của mình ấy, nó là inox nên là nó là sắt nên là nó hơi bị trơn, mình tỉ lên đây hơi bị trơn này đấy, nên là thành ra nó cắt hơi bị chém tí, còn là cắt rất là ngọt nhé. Bạn phải cho ít dầu mỡ lên đây thì nó mới trơn. Mình sử dụng chỉ là dầu xe máy thôi, mình không dầu mấy khâu nên không thể chân được như kiểu đấy. Rồi, mình sẽ cắt thử cho các bạn lần nữa nhé. Đó, đây. Do này hơi trơn nên mình tí cũng hơi khó này các bạn. Đấy, các bạn nhìn đi. Thấy không? Đấy. Cái này chỉ dùng khi mình cắt miếng nhỏ thôi. Nếu mà cắt miếng to quá thì mình hơi khó các bạn. Đó. Nhưng mà cắt rất là ngọt nhé. Không thua kém gì cái tay cắt của người ta bán đâu. Tay cắt vừa vừa người ta bán đấy. Rồi mình cắt lần nữa cho các bạn xem nữa.
mình cho hơi nhiều dầu này. Đấy. Mình lau. Đó, các bạn xem này. Đấy. Đấy, chỉ một chiếc Uzi như này chúng ta có thể cắt được kính. Nếu như các bạn thấy video này hay, nhớ like, đăng ký kênh mình để ủng hộ kênh mình phát triển hơn. Rồi.